các tác phẩm nổi tiếng được vẽ lại chỉ bằng emoji trên Instagram Story bởi artist Andy Stevenson. Instagram Story không chỉ cho phép bạn thêm biểu tượng cảm xúc không giới hạn mà nó còn cho phép bạn phóng to emoji đến một mức độ dường như vô hạn. Thế là một sở thích mới vô cùng kỳ lạ của comic artist Andy Stevenson đã ra đời. Anh đã tận dụng các emoji để tái hiện lại các tác phẩm nổi tiếng theo cách riêng của mình. Từ tác phẩm The Creation of Adam của Michelangelo, Girl with Upper Earring của Johann Vermeer cho đến The Kiss của Gustav Klim và nhiều tác phẩm khác đã được Andy Stevenson thể hiện lại vô cùng độc đáo. Cùng xem qua các tác phẩm này nhé!